cứu cho thấy 50% yếu tố lây truyền của virus viêm gan B trong máu đã mất đi sau 30 ngày sử dụng loại cây này với liều 900mg một ngày. Trong thời gian nghiên cứu, không có bất kỳ sự tương tác nào giữa Diệp Hạ Châu với các thuốc khác. Theo nghiên cứu, cây thuốc này có tác dụng lợi tiểu, giảm huyết áp tâm thu ở người không bị tiểu đường và giảm đáng kể đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường. Y học cổ truyền của nhiều dân tộc đã sử dụng Diệp Hạ Châu chữa vàng da, lậu, tiểu đường, u xơ tuyến tiền liệt, hen, sốt, khối u, đau đớn kéo dài, táo bón, viêm phế quản, ho, viêm âm đạo, khó tiêu, viêm đại tràng. Nó còn được đắp tại chỗ chữa các bệnh ngoài da như lở loét, sưng nề, ngứa ngáy. Diệp Hạ Châu có tác dụng kích thích bài tiết nước mật, tăng cường chức năng gan và dùng nó để điều trị sỏi mật, sỏi thận. Họ xé vụn cây thuốc đun sôi như cách sắc thuốc của Việt Nam, cho thêm chút nước chanh, chia uống 4 lần trong ngày. Nó cũng được dùng chữa viêm bàng quang, vàng da phù, rối loạn tiêu hóa, đau bụng kinh. Người Brazil, Haiti cũng dùng cây thuốc này để chữa các bệnh tương tự. Tại các vùng khác ở Nam Mỹ, Diệp Hạ Châu được sử dụng rộng rãi để trị viêm gan B, viêm túi mật thận, thống phong, sốt rét, thương hàn, cúm, cảm lạnh, kiết lỵ, đau dạ dày, mụn nhọt, lở loét, ung độc. Nó còn được sử dụng như một thuốc giảm đau, kích thích ngon miệng, kích thích trung tiện, tẩy run, lợi tiểu, điều hòa kinh nguyệt ở phụ nữ. Tại nhiều nước châu Á như Ấn Độ, Malaysia, người dân cũng dùng Diệp Hạ Châu để chữa viêm gan, vàng da, hen, lao, kiết lỵ, lậu, viêm phế quản, viêm da, viêm đường tiết niệu. Giang mai, cây chó đẻ giang cưa có tên khoa học là Phyllanthus urinaria L. Họ thầu dầu Euphorbia, hay nhiều người gọi cây chó đẻ giang cưa là chó đẻ thân xanh, Diệp Hạ Châu trắng. Đặc điểm thực vật phân bố của ác cây chó đẻ giang cưa. Cây chó đẻ giang cưa là cây thảo cao 40cm, lá mỏng máu lục, mốc mặt dưới, mọc so le như một lá kép với nhiều lá chét, hoa đơn, xanh nhạt, nhỏ, quả nang hình cầu, đường kính khoảng 2mm, mọc thành hàng dọc cành nên có tên Diệp Hạ Châu, mọc dưới lá. Mỗi quả có 3 mảnh vỏ, trong mỗi mảnh chứa 2 hạt nhỏ hình tam giác. Chó đẻ răng cưa mọc hoang dại khắp nơi trong các vùng ven bờ ruộng, nương rẫy chưa được gieo trồng. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến của cây chó đẻ răng cưa. Dùng toàn cây chó đẻ răng cưa, thu hái vào mùa hè, lúc quả xanh chắc, rửa sạch, dùng tươi, giã nát, vắt lấy nước cốt để uống, bã đắp vết thương, hoặc phơi trong dâm cho khô để dùng dần. Công dụng chủ trị cây chó đẻ giang cưa: vị đắng, ngọt, mát, có tác dụng sát trùng, tiêu viêm mụn nhọt, vết sưng do côn trùng đốt, lợi tiểu tiện, bảo vệ gan, điều hòa kinh nguyệt, lợi sữa, chữa ỉa chảy, viêm ruột. Liều dùng cây chó đẻ giang cưa: dạng tươi 40-80g lần, dùng nhiều ngày đến khi khỏi hẳn bệnh mà không sợ bị độc. Dùng khô 40g, sắc uống ngày 3 lần. Bài thuốc có cây chó đẻ giang cưa, chữa viêm gan cấp hoặc mãn, mức độ vừa và nhẹ. Xét nghiệm HBSA cộng cây chó đẻ răng cưa 40g, chua ngút 15g, cỏ nhọ nồi 15g, nước 3 bát 600ml, sắc lấy 1 bát 200ml, chia làm 3 lần uống trong ngày, điều trị nhiều đợt đến khi khỏi bệnh. Chữa sơ gan cổ trướng thể nặng, cây chó đẻ răng cưa đắng sao khô 100g, sắc nước 3 lần, trộn chung nước sắc, thêm 150g đường, đun sôi cho tan đường, chia nhiều lần uống trong ngày, thuốc rất đắng. Liệu trình 30-40 ngày, khẩu phần hàng ngày phải hạn chế muối, tăng đạm, thịt, cá, trứng, đậu phụ. Thị trường đang lưu hành thuốc Lip 94 là chế phẩm từ bài thuốc trên, phù hợp với điều kiện Việt Nam, có thể nghiên cứu ứng dụng tại tuyến cơ sở. Người bệnh quan tâm có thể tìm đọc cách chữa bệnh thoát vị hiệu quả từ thuốc nam lành tính.
Cây chó đẻ răng cưa trị viêm gan virus B. Bệnh viêm gan do virus đang là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất hiện nay. Như ta đã biết, có tới 6 loại virus viêm gan A, B, C, D, E, G. Trong đó, loại B, C được coi là loại lây lan nhiều nhất trong y học cổ truyền. Có phương cách dùng cây chó đẻ răng cưa để trị bệnh viêm gan virus B rất hiệu quả. Đó, các thành phần dinh dưỡng, protein, lipid, glucid trong thức ăn được chuyển hóa để tạo ra năng lượng ATP phục vụ cho mọi hoạt động sống của cơ thể. Gan tiết men, mật axit mật giúp tiêu hóa thức ăn, tích lũy glucogen giúp cho việc điều hòa gluco huyết. Gan đóng vai trò giải độc cho cơ thể thông qua cơ chế giáng hóa. Các chất độc được tạo ra các sản phẩm ít độc và được thải ra ngoài theo đường mật và đường thận. Khi gan nhiễm virus viêm gan B, HBV, các tế bào gan sẽ bị tổn thương, làm tăng các chỉ số của enzyme transamina C, ALN, AST trong máu, làm cho các hoạt động của gan bị trì trệ, kèm theo các triệu chứng mệt mỏi, kém ăn, buồn nôn, khi phát bệnh cơ thể bị sốt. Đồng thời với các triệu chứng điển hình vàng da, vàng mắt, nước tiểu đỏ, đau tức vùng hạ sườn phải, khi đã có biến chứng chuyển thành xơ gan, bụng trướng to, đau bụng, tiêu chảy, nôn ra máu tươi, kèm theo tụt huyết áp nặng hơn là hôn mê do suy gan nặng, suy thận cấp, lượng nước tiểu ít dần, nhiều trường hợp có thể dẫn đến tử vong. Cây chó đẻ răng cưa. Chó đẻ răng cưa chữa viêm gan HBV. Chó đẻ răng cưa Villanus urinaria L, tên đồng danh P. amarus, P. cantoniensis honem, P. alatus lum, họ thầu dầu Euphorbiae. Cây mang tên này vì người ta thấy những con chó sau khi đẻ thường đi ăn cây này. Cây còn có tên là Diệp Hạ Châu vì có các hạt tròn nằm dưới lá. Ngoài ra còn có nhiều tên khác: Trân Châu Thảo, Diệp Hạ Châu Đắng, Diệp Hòe Thái, Lão Nha Châu. Chó đẻ răng cưa là cây thuộc thảo, sống hàng năm, toàn cây có màu xanh, thân nhẵn, mọc thẳng đứng, mang cành nhỏ, cao khoảng 30-50cm, có khi tới 80cm. Lá mọc so le, lưỡng hệ, trông như lá kép, phiến lá thuôn, dài 5-15mm, rộng 2-5mm, đầu nhọn hay hơi tù, mép nguyên, không cuống hoặc cuống rất ngắn, mặt dưới màu xanh lơ, hoa đơn tính, nhỏ, hoa đực. Mọc thành chùm 2-4 hoa, dọc theo phần ngoại biên của các cành nhỏ, có 6 lá đài hình, elip hoặc trứng ngược, có 3 nhị, chỉ nhị hợp nhất thành cột mảnh, hoa cái cùng gốc. Dọc theo phần giữa và phần dưới của cành nhỏ, có 6 lá đài hình trứng, bầu nhụy hình trứng hay hình cầu, có 3 vòi nhụy, hoa không cuống rất ngắn, mọc ở kẽ lá hoặc đầu cành, màu đỏ nâu, quả nang. Hình cầu nhỏ, đường kính 2-2.5mm, màu đỏ hơi xám nhạt, xếp thành hàng dọc, hạt hình 3 mặt, hình trứng, màu nâu đỏ, hơi xám nhạt, có vân ngang, mùa ra hoa từ tháng 4-6. Chó đẻ răng cưa mọc hoang ở nhiều nơi trên nước ta, hiện đã được trồng với diện tích lớn để lấy nguyên liệu sản xuất thuốc trị viêm gan. Chó đẻ răng cưa chứa thành phần hóa học gì? Trong chó đẻ răng cưa có các thành phần flavonoid, alkaloid, phylenthin và các hợp chất hypophylenthin, niranthin, phytralin. Các nhà khoa học đã chứng minh dịch chiết của Villanus có tác dụng ức chế mạnh HBV thông qua cơ chế ức chế enzyme ADN, ADN polymerase của HBV, làm giảm HBsAg và NTHBs. Công dụng của chó đẻ răng cưa. Chó đẻ răng cưa được nhân dân ở nhiều nước dùng để trị mụn nhọt, đinh dâu, chữa rắn cắn, có thể dùng đắp ngoài, uống trong, đặc biệt còn dùng trị sốt, lợi tiểu, đái tháo đường, u xơ tuyến tiền liệt, viêm âm đạo, khó tiêu, viêm đại tràng và chữa bệnh viêm gan vàng da trong những năm gần đây.
Trên thế giới và trong nước có nhiều công trình đã sử dụng cây thuốc này để trị viêm gan B với liều 900mg một ngày. Có tới 50% yếu tố lây truyền của HBV trong máu đã mất đi sau 30 ngày sử dụng vị thuốc này để trị viêm gan vàng da. Có thể dùng cho đẻ răng cưa 40g, mã đề 20g, rành rành 12g, sắc uống. Trên thị trường Việt Nam cũng có nhiều chế phẩm trị viêm gan do HBV, trong thành phần có chó đẻ răng cưa, ngoài ra còn dùng chữa lở loét, mụn nhọt không liền miệng, lá chó đẻ răng cưa, lá thồm lồm ăn tai, lượng bằng nhau, đinh hương một nụ, giã nát đắp vào chỗ đau. Người ta cho rằng chó đẻ răng cưa có tác dụng ức chế mạnh HBV DNA virus viêm gan B trên hệ mã di truyền và làm cho virus bị đào thải, không bám vào được ADN của người. Những bệnh nhân viêm gan do HBV sau khi sử dụng thuốc có chó đẻ răng cưa được phục hồi enzyme transamina C từ 50 đến 97%, bilirubin toàn phần trở về bình thường. Trong khi sử dụng chó đẻ răng cưa để trị viêm gan HBV, cần chú ý phân biệt với một cây khác cùng họ cũng mang tên chó đẻ răng cưa, còn có tên cam kiếm Philanus niruriel, phân bố ở một số tỉnh thuộc châu thổ sông Hồng, Thái Bình, Hải Dương. Về hình dạng thực vật, cây này cũng giống như cây thân xanh nói trên, song cây chỉ cao khoảng 5 đến 10 cm thân. Cành có màu tía đỏ, quả có màu đỏ, nhân dân thường dùng toàn cây, sắc đặc lấy nước ngậm chữa đau răng lợi, hôi miệng, thông tiểu, thông sữa, đôi khi cũng dùng trị viêm, gan, vàng da.